Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho địa phương, doanh nghiệp sau khi Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi được ban hành. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua, việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện dự án bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiêu biểu như Hà Nội hiện có 404 dự án. Qua rà soát phân loại, khó khăn vướng mắc đã đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai 81 dự án, thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 10 dự án, 67 dự án tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhiều khó khăn vướng mắc hy vọng sẽ được giải quyết sau khi các luật mới được thông qua như Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, các luật này chưa có hiệu lực thi hành nên các khó khăn vướng mắc vẫn chưa thể giải quyết ngay. Đại diện các bộ ngành, hiệp hội cũng tập trung thảo luận các giải pháp nhằm xác định mức giá hợp lý cho nhà ở thương mại, phân khúc cao cấp, đánh giá thị trường bất động sản dành cho khách hàng có thu nhập trung bình và thấp. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tính toán chi phí hợp lý, đưa ra các sản phẩm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có giá bán phù hợp, bảo đảm chất lượng, thiết kế, thẩm mỹ và mức lợi nhuận hợp lý, hài hòa lợi ích với nhà nước, người dân, góp phần phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách tài khóa dài hạn, hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay tín dụng ưu đãi đối với nhà ở xã hội, thành lập quỹ đầu tư nhà ở xã hội, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân mua nhà ở xã hội. Trong chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề án điều chỉnh mục tiêu cao hơn về năng lực hệ thống cảng biển so với quy hoạch trước đây. Đến năm 2050, năng lực hệ thống cảng biển đáp ứng nhu cầu hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 4,2 đến 4,8% một năm, hành khách tăng trưởng bình quân từ 1,2 đến 1,3% một năm, điều chỉnh cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh từ cảng biển loại 1 sang cảng biển đặc biệt, điều chỉnh tăng quy mô chức năng tại tất cả các nhóm cảng biển. Đề án điều chỉnh cũng bổ sung giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ, bao gồm ứng dụng công nghệ tiên tiến, giảm phát thải nhà kính. Đối với một số nội dung điều chỉnh liên quan đến cảng biển trung chuyển quốc tế, Phó Thủ tướng cho rằng cần phải có những căn cứ dự báo xác đáng, phù hợp với quy mô, năng lực, an ninh hàng hải, đồng thời rà soát kỹ tính thực tiễn, đánh giá tác động khi điều chỉnh quy hoạch. Đối với một số điều chỉnh trong khoa học công nghệ môi trường, Phó Thủ tướng yêu cầu phải làm rõ nội hàm, không thể chung chung vì liên quan đến quy mô, nhu cầu vốn đầu tư, hạ tầng kỹ thuật. Sáng nay, Báo Nhân dân long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm 73 năm ngày ra số đầu. Tham dự và phát biểu tại buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2, tháng 2 năm 1951 về xuất bản một tờ báo lấy tên là Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng, thay tờ Sự thật, ngày 11 tháng 3 năm 1951, giữa núi rừng chiến khu Việt Bắc, Báo Nhân dân ra số đầu. Kể từ đó đến nay, trải qua 73 năm, Báo Nhân dân không ngừng lớn mạnh, luôn gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, với lịch sử chiến đấu vinh quang của Đảng ta. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, ngày 11 tháng 3 là ngày quan trọng với mỗi người làm báo nhân dân, để mọi người cùng nhớ lại lịch sử, ghi nhớ những cống hiến vô cùng lớn lao của các nhà báo lão thành, cán bộ, nhân viên đã đóng góp cho quá trình phát triển báo nhân dân. Nhận định năm 2024 là một năm sôi động của báo nhân dân, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, tới đây báo nhân dân sẽ có một loạt dự án truyền thông như xây dựng các chuyên trang về chiến dịch Điện Biên Phủ, trang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trang thương hiệu quốc gia. Đồng chí cũng mong trong các hoạt động báo chí lớn mang tầm quy mô quốc gia, sự hiện diện của báo nhân dân rõ nét, hiệu quả nhất và thực sự là người anh cả trong làng báo, thể hiện vai trò dẫn dắt của báo nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự hội nghị.
Khắc ghi 6 lời dạy của Bác, những năm qua, lực lượng công an Nghệ An quán triệt và thực hiện tốt lời di huấn của Người, luôn xác định đây là mục tiêu, là lý tưởng, là phương châm hành động trong quá trình công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an vững mạnh toàn diện. Trong suốt chặng đường 76 năm qua, với khẩu hiệu Công an Nghệ An ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác, toàn lực lượng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua muôn vàn khó khăn, mưu trí, dũng cảm, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, xứng danh là lực lượng công an nhân dân trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.